khu trưng bày xe. Xe mới dọn hết rồi. Vé của mình là 359 rồi. Chỉ có 400 xe thôi. Đây là khu thay dầu đây. Bạn áo của anh ấy. Con này con X đời mới hay cái gì đây? Đời mới à? Đây gọi là cái đấy. Đấy chú là cái mới này. Hôm mới ra, hôm nào, hôm 13, hôm nào mới ra. Đẹp. Đây là bản thường, tấm bản ABS nữa. Xe này vẫn để trên bàn của nguyên mà. Ừ. Không có nguyên đấy. Lấy về thôi. Không vừa đem vào à? Hả? Hôm qua chưa có. Xe mới ra mà hôm nay mới ra. Hả? Xe có chạy thử đấy. Đẹp hơn cái loại cũ nhỉ. Con này con chạy thử đây. Ôi nhìn bồ khiếp nhỉ. Quá đẹp. Sáu triệu rẻ luôn, còn không bằng X. Vâng, nhìn đẹp hơn X, nhìn nó còn đẹp hơn, nhìn mẫu nó đẹp, giá nó không bằng X mà nó đẹp hơn. Động cơ của con Quy nó đi như con đi con này rồi mấy số không rồi như hệt như là con cũ, nó chỉ thay đổi về hoàn toàn về tiền nào rồi.
quá đẹp. Không biết là lúc nào mình có tiền mua xe này đây. Ở bên Ngọc Tuấn ơi. Ở bên Ngọc Tuấn. À đây không phải. Đây là ở trong thành phố.